Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, đầu tuần tại Hoa Kỳ. Các bạn ở Việt Nam đã bước qua ngày thứ ba rồi. Và các bạn thấy được là BTC đó bây giờ đang ở mức là 30.120 đô các bạn. Hôm nay BTC đã tiếp tục đẩy trở lên nữa và cái mức cao nhất đó là trước khi còn làm video à, đã là 30.450 rồi thì chúng ta sẽ nói khá là nhiều về tình hình của BTC à, có rất nhiều bạn thường là tại sao mà giá cả lại có, có sự tăng trưởng chúng ta đương nhiên trước hết á, là sẽ nhìn vào tình hình chung xem coi là tình hình của thị trường tài chính Hoa Kỳ ra sao thì các bạn đã thấy được là ngày hôm nay đó thì cũng khá là im lặng trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cả ba chỉ số hầu như là không có thay đổi nhiều các bạn chúng ta có chỉ số Nasdaq thì cũng giống như là con số của thi năm tuần rồi tại vì sáu tuần vừa rồi đó là ngày lễ Good Friday không có chứng khoán Nhưng nhưng mà chúng ta đưa lại cả hai chỉ số còn lại, S&P 500 và Dow Jones cũng không có thay đổi nhiều. Dow Jones tăng 0.3% và S&P thì tăng 0.1% mà thôi. Tuần này là một tuần mà chúng ta có rất nhiều những sự kiện lớn những cái sự kiện mà tôi đã từng chia sẻ với các bạn tôi sẽ nhắc nhở lại để các bạn nhớ những cái sự kiện nổi bật trong tuần này Và chúng ta có thể nhìn thấy là hợp đồng dầu thì sao Hợp đồng dầu đó thì cũng không có nhiều sự thay đổi Chúng ta thì được là hợp đồng dầu ở mức là 80 đô Trong một thùng dầu thì cũng tương tự như tuần vừa rồi mà thôi Sau khi mà giá dầu có một cái sự tăng trưởng Khi mà chúng ta có thông tin là cái nhóm OPEC Plus Họ sẽ cắt giảm 1.16 triệu thùng dầu Mỗi một ngày đó thì giá dầu tăng lên tới mức 80 đô Nhưng mà đã khừng lại rồi không tiếp tục tăng nữa Còn về hợp đồng vàng thì các bạn thấy là vẫn trên 2.000 đô Bây giờ ở mức là 2.010 đô Hôm nay tăng 0.35% Pre-market thì hiện bây giờ không có nhiều động thái các bạn Chúng ta nhìn vào cả ba chỉ số futures Thì tăng nhẹ mà thôi Tăng 0.1%, 0.09% Cũng không có gì đáng nói à, Và chúng ta lại thấy được là Thị trường crypto ra lại sôi động nhất là BTC Thì đã hơn 30.000 đô Và nếu chúng ta nhìn vốn hóa thị trường ngày hôm nay đó Thì đã tăng 4.4% các bạn Gần như là 1.3 nghìn tỷ rồi BTC hiện bây giờ đó vẫn chiếm cái phần trăm là 45.5% ở trong thị trường Hiện bây giờ và Ethereum là 18.1% của vốn hóa thị trường Nhưng mà có thể là nhiều bạn cũng hay hỏi thuận là gần đây chúng ta thấy được là BTC tăng Nhưng mà altcoin thì cũng không có tăng nhanh bằng BTC thì tại sao vậy? Thật ra đây là điều mà cũng rất là thường thấy các bạn Mỗi một đợt mà chúng ta có cái sự tăng trưởng đó Thì BTC thường là cái đồng dẫn đầu của sự tăng trưởng BTC vẫn là đồng lớn nhất bởi là thương hiệu hàng đầu Vẫn là cái đồng mà được nhiều người tin tưởng các bạn những người mà trong thị trường crypto này những nhà đầu tư truyền thống họ vẫn biết và tin tưởng BTC hơn những cái đồng altcoin cho nên nếu như mà họ có hứng thú lại với thị trường này đó giống như là tình hình bây giờ thì đương nhiên tiền trước hết là phải vào BTC rồi sau đó chúng ta thấy được là giá của BTC tăng một mức nào đó ổn định trở lại thì sau đó chúng ta mới thấy được là những cái altcoin có cái sự tăng trưởng đuổi theo BTC và thường đó thì sau đó altcoin sẽ có cái phần trăm tăng trưởng còn hơn cái BTC nữa chứ nếu không nữa thì mọi người đầu tư BTC rồi các bạn altcoin sẽ có cái cơ hội tốt hơn nhưng mà chúng ta phải chờ xem coi khi nào BDC mới có cái mức ổn định lại sau khi mà tăng trưởng chúng ta vẫn chưa biết là BDC có thể tăng tới cái mức nào và chúng ta có thể nhìn thấy được là bây giờ đó có phải chúng ta đang ở trong một cái mùa bull market hay không thì các bạn cứ hỏi CG <laughs> thôi nói giờ chứ các bạn mà thôi chúng ta đã thấy được là với cái mức giá hiện bây giờ đó thì thông báo là Michael Strategy đã chính thức về bờ rồi các bạn và không những về bờ mà bây giờ họ còn lời một ít nữa chúng ta cũng nên nhớ đó là Michael Saylor đã chia sẻ cái thông tin mua BTC lần cuối cùng đó là cách đây khoảng chừng hơn một tuần thì lúc đó Michael Saylor nói là Michael Strategy đã mua thêm BTC bây giờ lưu trữ tổng cộng là 140.000 Bitcoin ở à, cái mức giá tổng cộng là 417 tỷ đô la coi như là mỗi một BTC đã trung bình họ mua là 29.803 và bây giờ BTC đã hơn 30.000 đô thì một lần nữa họ lại có một phần lãi rồi các bạn Nếu nhiều bạn hỏi thuận là có lo lắng là Michael Saylor sẽ đâm BTC không thì không phải ở mức này đâu các bạn bạn tôi nghĩ là Michael Saylor thật sự là muốn lưu trữ BDC dài hạn còn về dài hạn là bao nhiêu thì chúng ta không có rõ các bạn tôi chỉ biết được là tới thời điểm khoảng trình năm 2027 đó là một số nợ của Michael Strategy phải được thanh toán và tới lúc đó thì họ sẽ làm cách nào để thanh toán Michael Saylor thì nói là họ sẽ không cần phải bán BTC để thanh toán nhưng mà có được như muốn hay không chúng ta vẫn không có biết tóm lại đó là tôi nghĩ là cho tới năm 2027 thì chúng ta mới bắt đầu lo lắng là Michael Trai có ý định bán BTC hay là không Michael Saylor thì lúc nào cũng nói là sẽ mãi mãi không bán thôi thì đương nhiên nghĩ là sớm mua gì cũng phải bán mà thôi chỉ không biết là bán mức nào và bán bao nhiêu nhưng mà ở cái thời điểm hiện bây giờ thì không nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm đến Michael Strachey bán đâu còn về tổng thống El Salvador thì sao El Salvador thì các bạn đã biết là tổng thống thống Nick Berkeley đã nói là sẽ đi thu mua một PTC mỗi một ngày và đã mấy tháng qua rồi thì khả năng rất cao là Salvador họ đang có lãi rồi các bạn và đây là quan điểm của thuận liên quan tới Michael Saylor và El Salvador các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới còn về nhiều bạn hỏi thuận là hôm nay tại sao chúng ta lại thấy cái sự tăng trưởng như vậy Có phải chúng ta có một cái đợt short squeeze Có nghĩa là định số bị thanh lý đẩy giá BDC lên cao Thì nếu chúng ta nhìn vào tài liệu đến từ class Thì cái tài liệu thanh lý cũng không có phải là nhiều các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 4 giờ qua Thì tổng số lệnh bị thanh lý là 73.92 triệu Trong vòng 24 giờ qua là 161 triệu Thì không phải là nhiều đâu Nhiều là khoảng 10 lần con số này. Cho nên hôm nay cũng không phải là một ngày mà có nhiều lệnh short về thanh lý. Mặc dù là đúng là chúng ta có thể nhìn thấy được à, trong vòng 4 giờ qua đó. Thì phần lớn lệnh bị thanh lý chính là lệnh sót các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là tổng cái số lệnh bị thanh lý trung bình 4 giờ qua là 90% lệnh sốt rồi Tại vì đương nhiên chúng ta thấy được là giá cả có một cái sự tăng trưởng Điều thú vị là ngoại trừ Deabit cho thôi Tất cả các sàn như là Huobi, Binance, OKX Toàn bộ là lệnh sốt của thanh lý Ngoại trừ chúng ta có Deabit David thì lại có 70.94% lệnh thông bị thanh lý Điều này rất là thú vị các bạn Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng định bị thanh lý đó Chúng ta có thể xem cái biểu đồ bên dưới này tính theo giờ đi Mỗi thanh là 1 giờ Thì đúng là chúng ta thấy được là có nhiều thời thời gian ngắn có số lượng lệnh sốt bị thanh lý cũng khá là nhiều đó chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng một giờ thì ở cái thời điểm này chúng ta có gần như là 28 triệu đô la lệnh sốt bị thanh lý chúng ta có khoảng chừng là 13 triệu đô la lệnh số bị thanh lý ở cái thời điểm này chúng ta nói tới những cái thời gian gần đây đi trong vòng 4 giờ qua chúng ta có 21 triệu bị thanh lý có 5 triệu bị thanh lý có 19 triệu bị thanh lý và 18 triệu bị thanh lý Nói chung thì trong vòng một ngày hôm nay đó, không phải là một ngày mà có nhiều lệnh short bị thanh lý, nhưng mà chúng ta nhìn vào những khoảng thời gian ngắn đó, thì đúng là có một số thời gian ngắn có nhiều lệnh số bị thanh lý trong khoảng thời gian đó nhiều lệnh số bị thanh lý đến nỗi mà các bạn thì được là kênh thuần capital short sắp sửa bị thanh lý luôn rồi nhưng bạn nào mà chưa có đăng ký thì đăng ký thì ủng hộ thuận dạy cái bao chút thôi nhưng mà như mà nào mà có hứng thú muốn xem những cái video ngắn hơn nè chích từ cái video dài thì hãy đăng ký để mà ủng hộ kênh thuần capital short rồi chúng ta hãy nói tới là tại sao lại thấy giá cả tăng như vậy à, thì đây là câu hỏi rất là phổ biến các bạn mỗi lần mà chúng ta thấy là giá cả tăng hay là giá cả giảm thì mọi người đều muốn biết là tại sao nhưng mà phần lớn đó chúng ta sẽ thấy được là giá tăng hay là giá giảm nó không phải dựa vào một cái thông tin nhiều nhất đâu đúng là chúng ta có một số cái thời điểm như là chúng ta có những cái thông tin rất nhạy cảm như là phép tăng hay giảm lãi suất hay là liên quan đến là có sàn nào bị phá sản hay đóng cửa thì những cái thời điểm đó giá cả sẽ phản mạnh nhưng mà đó là những cái tin tức nổi bật lâu lâu mới có mà thôi các bạn chứ còn bình thường đó giá cả lên xuống đó chính là bản ảnh được là bên mua và bên bán như thế nào có nghĩa là nguồn cung và nguồn cầu và cái gì ảnh hưởng đến nguồn cung và nguồn cầu các bạn đó chính là fundamental có nghĩa là nền tảng căn bản của thị trường này ra sao đó là cái mà sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của người mua và người bán và chúng ta được là bất cứ một cái thông tin nào mà không có mang cái tính chất là nóng bỏng trong thời điểm đó thì nó cần thời gian để mà thấm vào trong thị trường nó sẽ từ từ ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư Rồi sau đó chúng ta mới thấy là giá cả phản ảnh theo những cái thông tin đó Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đây, Thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Madeaware Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video Đây là dự án đầu tiên sử dụng chủ tài nhân tạo trong thiết kế và sản xuất thời trang kỹ thuật số Project hiện là nhà sản xuất thiết bị đeo được số hàng đầu cho 300 đến 350 millerverse khác nhau, đồng thời cung cấp các sản phẩm và buổi trình diễn thời trang lớn siêu thật 3D cũng như dịch vụ chuyển đổi thương mại điện tử web 2 và web 3 cho các thương hiệu thời trang hàng đầu trên toàn cầu. Họ có 15 sản phẩm sẵn sàng phục vụ cho các thương hiệu thời trang toàn cầu. Chúng ta có thể gọi millerwear không phải là một dự án mà là một doanh nghiệp thời trang kỹ được số lớn. Với các dịch vụ trong thế giới thực cũng như là trên UMSA, United Metaverse Services Association, họ có một phần 4 triệu người theo dõi trên những mạng xã hội và không chỉ uh, tiền điện tử mà còn cả những người đam mê và thiết kế thời trang toàn cầu. Tạp chí thời trang toàn cầu Harper's Bazaar đã đưa thông tin về Metaverse AI và thời trang kỹ được số tháng 3 năm 2023. Cointelegraph tổ chức Madeware trên Futures of Fashion vào tháng 3 năm 2023. Dự án VIP Group NFT được niêm yết trên Binance và cả Binance Host Project Stable NFTs, Where Token Equivalent Bank Notes NFTs. Wear Token là một cái dự án được certified ở mầm và chỉ được list trên sàn Gate.io và PancakeSwap. Trong tương lai gần, mục tiêu của họ đã được list trên top 10 sàn giao dịch hàng đầu. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể theo dõi dự án này nhất là nếu như bạn là một dự án Metaverse à, hãy điền vào biểu mẫu trong UMSA và phát triển lĩnh vực với đối tác middleware và tất cả những thông tin sẽ nằm ở bên dưới cái video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số những cái thông tin nổi bật nhưng mà thật ra khi mà chúng ta zoom ra đó, thông tin lúc nào cũng sẽ khác, tình hình lúc nào cũng sẽ khác. Chúng ta có lúc thì có lạm phát cao, có lúc lạm phát không cao, chúng ta có lúc tiền anh nhiều, có lúc tiền anh ít, có lúc chúng ta có dịch bệnh, có lúc chúng ta có khủng hoảng tài chính. Cho dù gì đi nữa đó, khi các bạn zoom ra thì các bạn sẽ thấy được là những gì đang xảy ra hiện bây giờ thì cũng không khác gì lịch sự trước đây của những chu kỳ của btc trên màn hình các bạn đây là thống kê đến từ classno à, thì mỗi một cái màu trên màn hình đó, đó chính là một chu kỳ chúng ta sẽ không nhìn vào cái epic một đâu các bạn mặc dù cái từ này ra nhiều bạn đọc là epoch nhưng mà đọc là epic à, thì cái epic một là cái thời điểm rất là sơ khai của btc trên căn bản đó, thì trong cái chu kỳ thứ nhất này thường gọi gì cho dễ hiểu thì đây là một cái thời kỳ mà không có nhiều tài liệu giao dịch cũng không có nhiều người giao dịch cho nên chúng ta không cần phải quan tâm nhiều đến cái epic một này đến cái chu kỳ một này mà chúng ta nhìn vào bắt đầu từ cái chu kỳ 2 là cái màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình đó rồi sau đó cái chu kỳ thứ ba chính là cái chu kỳ hồi năm 2017 đó chính là cái đường màu xanh dương và cái chu kỳ hiện tại là cái chu kỳ màu màu xanh lá cây thì chúng ta nhìn thấy được một điều là cả ba chu kỳ này tuy là nó có một số điểm khác nhau cái phần trăm tăng trưởng cũng khác nhau nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái mô hình nói chung ra thì có rất nhiều điểm giống nhau các bạn mỗi một chu kỳ đây chúng ta cũng có rất là nhiều điểm nó phù hợp với nhau như là chúng ta có thể thấy được là chúng ta lúc nào cũng đương nhiên trong một chu kỳ sẽ có một cái sự tăng trưởng trong thời gian tăng trưởng đó, đó nó sẽ có nhiều đợt điều chỉnh nhưng mà đó chỉ là những đợt điều chỉnh mà thôi rồi giá cả tiếp tục tăng lên Giống như các bạn nhìn thấy là trong thời điểm của cái chu kỳ à, thứ hai Chúng ta được là cái đường màu đỏ này thì chúng ta cũng đã có một cái à, sự tăng trưởng lên tới đỉnh trước khi mà có cái sự suy giảm đi vào mùa đông crypto, cái chu kỳ năm 2017 cũng vậy đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2017 trước khi chúng ta đi vào một mùa đông crypto rồi sau đó lại có một cái sự hồi phục và cũng tương tự chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh lá cây này thì chúng ta cũng có được cái đỉnh của chu kỳ là khoảng 69.000 đô vào tháng 11 à, của năm 2011 rồi cả năm qua chúng ta được là giá cả trong một cái mùa đào trend nhưng mà chúng ta nhìn lại ra thì cũng rất là giống nhau chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà có một cái đợt đào trend rồi đó thì chúng ta sẽ thấy được là có một cái sự sụp giảm một cách nhanh chóng khiến cho những người y lo sợ rồi thị trường này những người mà kiên trì ở lại đó họ cũng lo sợ rồi có trường này và chúng ta cũng thấy điều đó xảy ra vào cái chu kỳ thứ hai cái đường màu đỏ này nhanh chóng đi xuống chúng ta cũng có được tài liệu tương tự à, xảy ra vào năm 2018 đó cuối năm đó chúng ta cũng có một cái đợt giảm rất nhanh từ 6.000 còn 3.000 và chúng ta đã thấy đợt giảm đó hay chưa thì nhiều người cho là chúng ta đã thấy rồi đó chính là cái thời điểm tháng 11 đó khi mà chúng ta có cái thông tin liên quan tới FTX sụp đổ dẫn đến là giá cả rất rất là nhanh cho bạn từ khoảng chừng là 30.000 đô rất chỉ còn có 16.000 đô mà thôi rồi sau đó cũng như những cái chu kỳ kia chúng ta đang trên con đường hồi phục và zoom ra đó thì các bạn sẽ thấy được là cả ba chu kỳ có rất nhiều điểm giống nhau. Chứ như các bạn có tin là chúng ta đã thấy đấy hay chưa thấy đấy nhưng mà các bạn cũng không thể phủ nhận được là cả ba chu kỳ đều có nhiều điểm rất là giống nhau và trên căn bản đó lịch sử cứ vẫn tiếp tục lặp lại chu kỳ này qua chu kỳ nọ chỉ có cái sự khác biệt đó là tin tức gì lúc đó là cái thời điểm kinh tế vĩ mô ra sao đó là những cái sự mà khác nhau và cũng những cái sự khác nhau đó đã khiến cho nhiều người không lòng tin nhiều người sẽ nói là không đâu đợt này không giống như là cái chu kỳ năm 2017 hay là trước đó tại vì bây giờ kinh tế vĩ mô đang xấu chúng ta có lạm phát cao chúng ta có phép tăng lãi suất tiền có được bơm vào nhưng mà câu hỏi vẫn là năm 2017 thì cái đợt tăng trưởng từ năm 16 tới 17 đó phép nào bơm tiền các bạn và cũng tương tự cái đợt tăng trưởng trước đó phép nào bơm tiền thì thật sự mỗi một chu kỳ mọi người sẽ có một cái suy nghĩ tại sao giá cả tăng rồi tại sao giá cả giảm và tại sao đó lịch sử sẽ không lặp lại tại vì những cái đó sẽ không có lặp lại nữa nhưng mà chúng ta có những cái mới hơn rồi mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục đi theo từng chu kỳ và điều này đã không những là ở trong thị trường bitcoin mà chúng ta cũng thấy điều tương tự xảy ra trong thị trường chứng khoán cho nên mới nói là bốn từ đắt giá nhất cho đầu tư đó chính là lần này sẽ khác các bạn tại vì ngoại trừ là có một cái gì đó cực kỳ đặc biệt hay là đã có một cái gì đó thay đổi rất là lớn liên quan tới nền tảng căn bản chứ nếu như không đó, thì lần này cũng sẽ không khác các bạn và chứng khoán cũng như vậy chúng ta cũng thấy được là Fed bơm lãi suất xong rồi bây giờ đã đang uh, thu lại nguồn tiền đang cố gắng để mà thu hẹp lại dòng tiền nhưng mà một ngày nào đó Fed lại sẽ tiếp tục bơm tiền rồi mọi thứ lại tăng trưởng rồi Fed lại sẽ tiếp tục để mà siết chặt dòng tiền rồi cứ tiếp tục như vậy và cứ tiếp tục như vậy rồi chúng ta cũng có một cái uh, tài liệu được chia sẻ đến từ uh, một bạn ở trên crypto Khoan. thì cái tài liệu này đó chia sẻ một cái biểu đồ cũng rất là thú vị các bạn trên màn hình đó, chúng ta có hai cái đường đường màu trắng đó là giá cả của BTC và cái đường màu vàng các bạn nhìn thấy đó chính là cái tỷ lệ của dòng tiền ở trên những sàn giao dịch. Thì tỷ lệ dòng tiền trên những sàn giao dịch là gì? Có nghĩa là đây là cái tỷ lệ so sánh dòng tiền trên những cái sàn giao dịch, cái khối lượng giao dịch đó là bao nhiêu so với lại những cái di chuyển on chain và đây là so sánh hoạt động của những cá voi thì chúng ta có thể nhìn thấy được là mỗi một lần mà có nhiều giao dịch trên những sàn đến từ cá voi đó thì cái đường mà vàng này sẽ tăng trưởng và ngược lại chúng ta cũng thấy được có một điều đó chính là giá đó thường sẽ không có sự di chuyển nhiều hoặc là thậm chí đi xuống một chút khi mà chúng ta thấy được là có nhiều hoạt động trên sàn và ngược lại khi mà chúng ta thấy được là có nhiều hoạt động on chain hơn là trên sàn có nghĩa là cái dòng tiền rời khỏi những sàn giao dịch và có nhiều hoạt động on chain đó thì giá cả lại có sự tăng trưởng nó là một cái sự tương quan âm có một sự chịu hoãn một chút nhưng mà thường là tương quan âm thì có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta đã thấy được gần đây đó từ thời điểm là khoảng chừng tháng 9 của năm ngoái cho đến khoảng chừng là đầu năm nay tháng 1 đó thì chúng ta thấy đã có nhiều cái sự giao dịch trên sàn đến từ những ví cá vôi à, và ngược lại chúng ta thấy được là giá cả cũng có một cái sự điều chỉnh trong thời gian đó nhưng mà gần đây chúng ta thấy là một điều hoàn toàn ngược lại xảy ra đó chính là hoạt động ở trên uh, sàn bây giờ đã ít hơn hoạt động on chain thì có nghĩa là gì có nghĩa là nếu như chúng ta tiếp tục thấy lịch sử lặp lại đó, thì khả năng giá cả lại sẽ tiếp tục có cái sự tăng trưởng thì tại sao như vậy thì người này nói là có khả năng đây là một giả thuyết mà thôi có khả năng là mỗi lần mà một cá voi nào đó họ muốn đi thu mua số lượng lớn BTC thì đương nhiên họ sẽ không lên sàn để mà thu mua tại vì lên sàn để mà thu mua thì càng mua giá càng tăng đương nhiên họ sẽ không có lợi gì hết nhưng mà họ sẽ lên sàn à, để có thể hoạt động làm cho giá cả một là không có sự tăng trưởng hai là làm cho giá cả giảm để làm gì để cho họ có thể thu mua OTC có lợi hơn khi mà giá cả giảm thì họ cũng sẽ đồng nghĩa là thu mua BTC ở trên những cái sàn OTC những sàn ngoài đó với cái mức giá thấp hơn rồi đó là lý do sao mà mỗi lần mà chúng ta thấy được là dòng tiền rời khỏi sàn giao dịch thì lại có sự tăng trưởng on chain và dẫn đến là giá lại tăng trưởng sau đó tại vì sau đó chúng ta lại thấy được là đã không còn những cao vôi này làm giá trên sàn nữa mà họ đã thành công thu mua BTC dòng ngoài rồi đó là cái suy nghĩ của bạn này có nghĩa là khả năng chúng ta sẽ thấy được là giá có thể tiếp tục có sự tăng trưởng nếu như lịch sử được lại nhưng mà dù sao đi nữa đó điều mà quan trọng hơn đó chính là những gì mà chúng ta đã nói tới rất là nhiều trên channel này các bạn chúng ta đã nói tới những cái căn bản liên quan thị trường này đã vẫn đang phát triển chúng ta cũng nói tới rất là nhiều những cái sự kiện hiện bây giờ chúng ta đã thấy được là có nhiều cái sự kiện liên quan tới đồng đô la những sự kiện liên quan đến kinh tế vĩ mô liên quan tới fed liên quan tới bây giờ rồi mọi người đang tìm kiếm một giải pháp khác bà thuận đã chia sẻ với các bạn là Thuần vẫn tin là BTC sẽ là một trong những cái giải pháp của những người mà đang đi tìm kiếm một nơi nào đó trú ẩn tài sản của họ lâu dài. Họ muốn tìm kiếm một loại tài sản nào đó mà không bị quản lý bởi bất cứ một cái quốc gia nào có thể dễ dàng di chuyển được và đó chính là BTC, các bạn. Chúng ta cũng nói tới là nhiều công ty forward đang tiến tới à, hỗ trợ thị trường này. Cho dù chúng ta thấy được là những sàn giao dịch bị đàn áp nhưng mà những công ty forward như Fidelity, như BlackRock thì vẫn không chùn bước, họ vẫn tiếp tục khích trương trong thị trường crypto này và chúng ta cũng thấy được là chúng ta đang có rất là nhiều những cái người lập pháp, những cái người làm chính trị đang mở tay để mà chào đón thị trường này. Tại vì sao vậy? Tại vì đây là một thị trường có tiềm năng phát triển mang lại được lợi ích cho họ, mang được thuế, mang lại được công an việc làm và một trong những loại tài sản mà rất được nhiều bạn trẻ yêu thích và họ là những người sẽ bỏ phiếu sau này họ là những người sẽ là những khách hàng lớn của những ngân hàng này đó là lý do tại sao mà những ngân hàng những người chính trị bây giờ lại nói tới crypto rất nhiều các bạn tại vì họ cần những cái phiếu đó đó cũng là một cái sự thay đổi mà chúng ta đã từ từ thấy càng rõ ràng hơn chúng ta cũng có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là tài liệu từ Classno về cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn một BTC các bạn có hơn một BTC là một trong những thành tựu rất là lớn đối với thuần tại vì một BTC bây giờ đã là 30.000 đô các bạn 30.000 đô không phải là một con số nhỏ cho nên bất cứ ai có thể tích được một BTC cũng là một thành tựu rất là lớn tại vì nếu như các bạn hỏi bất cứ một người nào có thể họ có nhà cao cửa rộng họ có xe đẹp các bạn hỏi họ bây giờ lấy 30 000 đô tiền mặt để mà mua một btc thì khả năng là họ cũng không làm được đâu các bạn không phải ai cũng có sẵn 30 000 đô để thu mua một btc thì chúng ta được là cái số lượng địa chỉ ví có hơn một btc đó đã ở cái mức là gần như là một triệu địa chỉ ví rồi các bạn một con số rất là lớn đương nhiên đây không phải là một triệu người à, có hơn một btc mà chúng ta cũng biết là một người có thể có nhiều địa chỉ ví và một địa chỉ ví này đã có thể là có 5 BTC có thể là có một BTC à, điều cho là một địa chỉ ví có hơn một BTC nhưng mà điều chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví có hơn một BTC tăng trưởng theo thời gian đây là một dấu hiệu chúng ta càng ngày càng có nhiều holders có nhiều người có lòng tin hơn chúng ta cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều những cái thông tin như là chúng ta đã nói tới chỉ số NUPL các bạn thấy được là cái thời điểm tích lũy các bạn nhìn thấy trên màn hình đó cái dùng này là cái dùng tích lũy à, dựa theo NUPL thì chúng ta đã ở trong cái dùng này một thời gian dài rồi các bạn từ thời điểm là tháng 1 của năm 2022 mãi cho đến là tháng 1 của năm 2023 cả một năm trời trong cái dùng này chúng ta đã rời khỏi dùng này rồi và chúng ta bây giờ đã đi vào cái dùng màu nâu dùng màu nâu là gì các bạn dùng màu nâu này đó chính là lạc quan chúng ta sau khi mà tới dùng màu nâu rồi rồi đã dùng kế tiếp đó chính sẽ là dùng màu xanh lá cây là dùng hy vọng nhưng mà chúng ta cũng nhìn một số những cái thông tin khác như là chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng btc có lời đó bây giờ đã mức là 77.8% thì cũng chưa phải là cái phần trăm coi như là cao lắm các bạn thường cao đó chúng ta phải thấy được là cái phần trăm này lên tới cái mức là khoảng 95% nhưng mà chúng ta cũng thấy được chúng ta đã rời khỏi cái dùng màu xanh lá cây này và cái dùng màu xanh lá cây bên dưới này đó là cái dùng mà chúng ta đã biết theo lịch sử là những dùng để mà tích lũy dài hạn được chúng ta cũng đã nhìn thấy được những chỉ số như là ho dollar đây là những gì mà thường đã chia sẻ với các bạn gần như là cả năm qua rồi hôm nay thường chỉ muốn uh, chia sẻ lại để các bạn có thể thấy được là khi chúng ta đã trải qua rồi nhìn lại thì chúng ta mới thấy được đó là những tích lũy nhưng mà trong thời gian đó, đó thì rất là nhiều bạn lo lắng tại vì khi các bạn tích lũy mà các bạn nhìn vào giá cả lên xuống hàng ngày, hàng giờ thì các bạn sẽ không có đủ cái lòng tin vững chắc để mà tích lũy dài hạn. Tích lũy dài hạn là các bạn cần phải có một cái tầm nhìn xa hơn, các bạn cần phải có một cái suy nghĩ là không phải các bạn tích lũy để các bạn có thể chốt là ngày mai, ngày mốt mà các bạn tích lũy để các bạn có thêm tài sản để sau này khi mà giá cả bắt đầu thay đổi xu hướng thì các bạn mới có được những cái thành tựu mà các bạn mong muốn và chúng ta thấy được là chúng ta cũng đã rời khỏi cái dùng màu xanh lá cây này khi ta nhìn vào chỉ số RHL Pure multiple, thì cũng tương tự chúng ta trong có dùng màu xanh lá cây này một thời gian rồi từ tháng 6 của năm ngoái mãi cho đến là tháng 12 thì chúng ta mới rời khỏi cái dùng màu xanh lá cây này và đây cũng đã cái dùng tích lũy dựa lịch sử của chỉ số này chúng ta cũng đã nhìn thấy được chỉ số như là market cap cho tomo cap thì cũng tương tự chúng ta thấy được là chúng ta cũng đã rời khỏi cái dùng màu xanh Lá cây tích lũy này à, bắt đầu là khoảng ngày 13 tháng 1 của năm nay rồi. thì cái mình muốn chia sẻ với các bạn đó là những chỉ số on-chain đều cho thấy được một điều là chúng ta hầu như đã rời khỏi dùng tích lũy rồi. đây là cây dùng mà chúng ta bắt đầu thấy cái sự hồi phục dựa theo tài liệu on-chain.